Đợt gần đây thì em đang thấy rất là nhiều anh chị và các bác quan tâm đến những mẫu tác phẩm ngài Phật Di Lặc trên chất liệu đó là gỗ Ngọc Am. Và đợt vừa rồi thì anh chị đã theo dõi bên em thì anh chị cũng có thể được biết rằng là bên em mới mua được một cái lô gỗ Ngọc Am rất là đẹp, và em cũng đang liên tục và hoàn thiện dần những mẫu tác phẩm để kịp giao lưu với toàn thể anh chị, để anh chị sở hữu những mẫu tác phẩm đón Tết Nguyên Đán anh chị nhé. Và trong video ngày hôm nay em mới hoàn thiện xong tác phẩm ngài Phật Di Lặc với dáng thế đứng vắt cành đào, được chế tác trên một phôi gỗ Ngọc Am rất là đặc đẹp và liền khối cho em. Và tác phẩm thì bên em đục tam phúc ba em nhỏ tiểu đồng, tổng chiều cao tác phẩm này lên tới là 87, chiều ngang là 56 và chiều sâu là 30. Và anh chị và các bác cùng được nhìn ngắm cho em vào mẫu tác phẩm ngày hôm nay đây, với dáng thế đứng của ngài là ung dung khoan thai và tự tại. Và điều quan trọng nhất ở tác phẩm đó là thần thái diện mạo của ngài đấy, từ cặp chân mày này, ánh mắt vui tươi, nụ cười hoan hỉ, và cũng như là khuôn diện của ngài thì vô cùng là phúc hậu. Và ngài thì đang đeo trên cổ đó là những chuỗi vòng tràng hạt, và từng viên vòng tràng hạt thì bên em đục tỉa rất là tròn đều, kèm thêm có cả chiếc khánh, và bên em gắn luôn một viên ngọc màu xanh tạo lên cho tác phẩm này thêm có một cái nét nổi bật hơn rất là nhiều. Và tác phẩm thì ngài đang cầm trên tay đó là một cây gậy như ý, và treo trực tiếp trên cây gậy như ý đó là một bao tiền vàng mang lại tài lộc anh chị nhé. Những trái đào tiên ngài đang vác trên vai thì cũng đã chín căng mọng rồi, mang lại sức khỏe và cũng như là sự trường thọ. Ba em nhỏ tiểu đồng thì mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10, mong con đàn cháu đống và cũng như là ấm no hạnh phúc. Và ở mẫu tác phẩm này thì bên em cũng đục khác ở những mẫu tác phẩm khác, đó là có thêm một chuông tiền vàng phía dưới này, và có thêm những cái chính tiền vàng và giải mây đang bay lơ lửng, và phía dưới xuống một chút nữa đó là những cái phiến đá anh chị nhé. Và đây là phía sau tác phẩm này, cao 87, ngang 56 và sâu là 30. Tác phẩm rất là to. Tác phẩm thì bên em đục tứ diện, và đây là phía mặt đằng sau anh chị ạ. Đấy, tà áo này, chính tiền vàng này. Đấy, và những giải mây bao tiền vàng nữa. Nói chung tác phẩm này đục hài hòa, cân đối. Anh chị nào mà quan tâm tới tác phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên em để em gửi thêm hình ảnh chi tiết và báo một mức giá giao lưu cụ thể hơn anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.